cuộc đời em thì đã thử qua hai cách. Cách đầu tiên là buộc vào cửa sổ. Em buộc cửa sổ thật á? Buộc cửa sổ thật mà anh ạ. Nhưng mà đến lúc giật cái cửa sổ ấy thì không phải nó không đứt, mà kiểu mình sợ quá mình giữ cái dây này lại. Nó đứt cái dây chứ nó không rứt được cái răng. Nhưng sau đấy anh biết làm nào không? Buộc một cái dây chỉ khâu ấy vào cái răng nó bị lung lay đấy. Sau đấy co cái chân này lại. Buộc vào ngón cái. Thế là một thằng nó đá đít một cái ngón cái đạp ra cái, thế là tự dưng cái răng nó giật ra. Chứ không phải buộc vào đít làm chó chứ là như thế kia. Nhưng mà cái đấy là thật hay là em thật nói luôn anh. Lần đầu tiên anh nghe thấy cái kiểu đấy. Nhổ cửa sổ này nhiều người nhổ chứ không phải riêng mình em. Thật em bứng như thế, sau em có cảm giác khi cầm cái răng em phải ngửi cho nó hết cái mùi lên. Cái đó thì ghê quá anh ơi. Anh kể với em ấy, cái răng bao giờ thế hay hổi lắm. Cái răng nó nhổ được ấy bao giờ thế anh ạ? Cầm cái răng sau, cầm sau rồi mà đến lúc không còn mùi gì thì mới chịu vứt cái răng đi. Ôi, thì bà em bao giờ cũng bảo thế, răng hàm dưới thì phải ném lên trên nhà để cho nó nhanh mọc. Răng ở trên còn thì răng hàm trên thì ném vào gầm giường à. Thì là nó sẽ nhanh mọc lại. Cái răng đấy mà cái lược dày này và cái lược bí ở quê em này ấy, thì là trải xuống thì nó có cả những con trấy to, có cả những con trấy non. Rồi có cả trứng trấy nữa, thì làm cả trứng trấy nữa. Nó phải có cái trứng để nó đẻ. Trẻ con ở quê là cứ chơi trụm đầu vào như này này, hai đứa mình đấy cắm đầu vào đấy chơi như này là chấy ở đầu em sang đầu anh. À, hồi nãy anh nghe con, ngoan nghe con, đứng yên nha con. Anh cái sợ chị má không? Đứng vô. Không anh, đây anh. Đất lên cái mình chôn nó xuống dưới. Đúng rồi, rồi xong cái mình đợi tới ngày mà triều đình mới hỏi mình đào cái hũ mình móc lên mình lấy đồ mình mặc. Đúng rồi chị. Hay quá con ơi. Ủa gì vậy? Hình như cái răng này nè, mình lấy nó cái mình thảy lên mình máng nó lên trên cái cây này nè, cây khế nè. Ừ. Xong rồi đợi tới ngày ăn quả bay ngang mình mấy túi bay gan mình đem đi dựng vậy. Hay quá. Chào tới rồi đó. Hai mẹ con xàm giống nhau quá vậy. Cái răng này nè mình phải quăng lên nóc nhà. Xong cái mình đợi đại bàng bay ngang qua gấp cái răng bỏ xuống dưới hố. Xong cái thằng xanh nhảy xuống lượm cái răng cứu. Đó. Trời đất ơi, cái nhà gì mà xàm dữ vậy trời. Tôi nghe mà tôi tức cái lồng ngực tôi nói được tiếng người luôn. Chị bé Sam ơi, con nên làm theo ai? Rồi bác sẽ đưa ra câu trả lời nhưng mà không từ bác mà từ các thập niên. Theo quan niệm dân gian, răng hàm dưới mà bị rụng thì nên xử lý trước răng như thế nào? A. Ném lên nóc nhà. B. Treo cây khế. Hay C. Chôn xuống đất. A, B hay C? Mà vừa rồi ấy, cái gia đình này ấy, cũng đưa ra đấy và tranh luận là không biết đâu vào đâu ấy. Chôn chứ đúng không? Xin mời. A, còn thập niên 80. A. Tất cả năm thập niên đều đưa ra phương án A và đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng. Dưới ở trên nóc nhà. Còn trên là ngược lại. Cuộc đời em thì đã thử qua hai cách. Cách đầu tiên là buộc vào cửa sổ. Em buộc cửa sổ thật á? Buộc cửa sổ thật mà anh ạ. Nhưng mà đến lúc giật cái cửa sổ ấy thì không phải nó không đứt, mà kiểu mình sợ quá mình giữ cái dây này lại. Nó đứt cái dây chứ nó không rứt được cái răng. Nhưng sau đấy anh biết làm nào không? Buộc một cái dây chỉ khâu ấy vào cái răng nó bị lung lay đấy. Sau đấy co cái chân này lại. Buộc vào ngón cái. Thế là một thằng nó đá đít một cái ngón cái đạp ra cái, thế là tự dưng cái răng nó giật ra. Chứ không phải buộc vào đít làm chó chứ là như thế kia. Nhưng mà cái đấy là thật hay là em thật nói luôn anh. Lần đầu tiên anh nghe thấy cái kiểu đấy. Nhổ cửa sổ này nhiều người nhổ chứ không phải riêng mình em. À. Ôi, nó béo lắm con. Mày thử không? Thiệt. Ôi một ốc cái này đi kìa. Trời đó coi quá trời, tao nói nè, trời ơi nó chen chút nè. Bé hai sao mà mày làm sao mà quá trời chí hay vậy con? Trời đất ơi,
Ta nói ha, nghề của dì Hai bay rồi. Nhà dì Hai là ba đời bị chí. Tới đời dì Hai là buồn chét không. Cho nên là dì Hai có kinh nghiệm chỉ trí lắm con. Ôi, dì Hai hay vậy đó hả? Bởi vậy bây giờ lấy cái lược gia truyền của mẹ dì Hai để lại chải cho mày xong. Rồi con đi vô, con gọi đầu vài lần là hết ha. Bây giờ á, ngày mai dì Hai tặng cho cái lược giải trí mới. Nhìn cái lược nè, mẹ dì Hai dặn phụ nữ là phải công dung ngôn hạnh. Từng cái cánh lược này nó khích với nhau, thể hiện sự công dung ngôn hạnh. Và chúng ta phải vung vén gia đình, nề nếp gọn gàng sạch sẽ, chứ không phải như bà điên như con nha con. Rồi bây giờ chải cho xong rồi bắt đầu đi vô gội đầu nè. Hay chị em vô gội đầu cho sạch đi. Cái gì đâu mà ghê quá trời quá đất hà. Ở vô đi, đi, đi. Hay thiệt chứ. Rồi. Vâng, vô xin cảm ơn các diễn viên. Ở đây chúng ta xem cái lược chải chấy đúng không? Thì cái lược đấy nó có ba cái tên gọi khác nhau. Thì bây giờ đội 80 hãy nói cho chúng tôi biết nó có những cái tên gọi là gì. Các bạn chỉ cần nói được hai cái thôi là các bạn được 10 điểm. Ở quê em gọi cái này là lược bí. Lược bí. Còn ở thành phố gọi cái này là lược dày à. Mà bà em là vẫn dùng. Cái người mà có chấy ấy thì sợ hơn là cái người nhìn mà con chấy, là bởi vì không bao giờ cái tay này rời khỏi đầu được. Bởi vì nó ngứa thường trực cái ngạn đến mức độ là mà chỉ cần ngửa cái trang vở của mình ra rú rú thế này là nó cũng chơi lộp bộp xuống đấy rồi. Mà cái cảm giác mà giết cái con chấy đến nó sung sướng mức độ như thế nào. Tập, tập. Cứ nó kêu đến bép một cái. Nó kêu tách tách tách. Còn ở quê em thì có bà là như này, mà bắt con chấy xong bép một cái thôi. À, nhấm chấy đấy, gọi là nhấm chấy đấy. Vâng, vẫn nhá mà nó phải kêu cơ. Thì cái con chấy mà cái lược dày này và cái lược bí ở quê em này ấy, thì là trải xuống thì nó có cả những con chấy to, có cả những con chấy non. Rồi có cả trứng chấy nữa, Thiếu Long, cả trứng chấy nữa. Nó phải có cái trứng đấy nó đẻ. Trẻ con ở quê là cứ chơi trụm đầu vào như này này, hai đứa mình đấy, cắm đầu vào đấy chơi như này là chấy ở đầu em sang đầu anh. À, hồi nãy em thấy á, chị Vân là chị Vân sợ thì ha con chí, nhưng mà với em nó là một kỷ niệm, tại vì á hồi đó là cái đầu em chí dữ lắm nha. Em có chí á, mà mỗi lần á là má kêu em á là xuống cho má chạy nhưng mà em không có chịu đâu. Sau đó má mới nói là cho chạy đi rồi chút má cho tiền. Hả? Cứ vậy đó mà em ghét gọi đầu lắm, ghét gọi đầu lắm tại vì em có tiền. Ngày xưa nó nghèo khổ lắm, không phải như lúc nào cũng có cái lược này đâu. Có người phải đi mượn cái lược của nhà khác về vì cái lược của nhà mình nó bị gãy nhiều răng quá. Gãy răng đúng rồi. Nó mẻ ra, có những cái lược mà có một nửa bên này nó còn vài ba chỗ nó bị hỏng nữa. Xong rồi chải xong những cái nan ấy nó vào đầu này đau lắm anh ạ. Thì em nhớ được hai cái tên. Rõ ràng là ở quê nhà em gọi lược này lược bí, tức là lược nó không thoáng. Lược bí đúng rồi. Thế còn lược ở trên thành phố thì gọi cái lược này là lược dày. Dày. Cái lược mỏng kia, lược có khe này gọi là lược thưa. À. Còn trong này thì em không biết gọi bằng lược gì. À, thì tức là em biết em... Em có chấy thì em đã được trải rồi thì em gọi là lược gì? Má em vẫn đi mua là mua lược dày. Hay là nhiều khi ra tiệm mình nói, thôi bán cái lược chải trí đi, là người ta đem đưa cho... Thế thì là có ba tên là lược bí, lược dày và lược chải trí. Đúng, à, đúng là nó có tên gọi là lược bí, lược dày và lược mau. Các bạn đã nói đúng hai tên, các bạn có 10 điểm, xin chúc mừng. Hồng Vân bên ấy thấy bảo là ngứa tay ngứa chân là sao? Em bị rửng da gà, chí với lại ve chó là em giống như người em nó cứ bị mọc sừng lên á. Rừng. Nhưng hồi xưa chắc là em cũng bị chứ đúng không? Dạ có đó, chính vì em bị em đã chứng kiến rồi cho em sợ lắm. Em á là em đã từng chứng kiến á vậy nè. Quét một cái anh biết những cái con chí to nó màu đen á. Ôi trời ơi, quét một cái rồi có người còn ăn á. Đúng rồi. Mà khi mà mình giết nó còn bật máu cơ mà đúng không? Vâng. Rồi, có lắm đứa trẻ là tóc nó trắng, trứng chấy nó màu trắng. Đúng rồi. Chắc là chủ yếu là phụ nữ bị nhiều hơn, không phải là họ bẩn hơn nam mà là bởi vì tóc họ dày hơn, tóc họ nhiều hơn. Mai Phương Thúy tự nhiên sợ đầu cháu, ngứa à? Tôi nghĩ đến cái cảnh mà chấy nó hẹn hò trên đầu mình sau đó ra trứng ấy. Tại sao lại thế? Tức là cô này cô còn nghĩ đến chuyện tình của chấy nữa. Trứng ở đâu ra?